cái chủ đề là về cái vấn về Lê Dũng vừa qua thì thật sự sáng nay mở Facebook lên thì thấy có một vài thông tin chia sẻ là Lê Dũng vừa qua đã bắt. Thì thật sự nếu mà là một cái người yêu nước thì đây là một cái thông tin rất là vui, nhưng mà cũng Đúng ngờ rồi. ngợ bởi vì mình xác định là tin chính thống hay là tin gọi là thằng Chính thống rồi đấy. bị đặt gì đó. Chính thống Nhưng rồi. mà khi chiều nay thì có báo chí đã đưa thì mình xác định nó là chính thống, tại vì sáng nay ra thì còn 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 nghi ngờ. Và thật sự đây là một cái gọi là một cái niềm vui của một cái ngày mới mở mắt ra là thấy rõ có một cái thông tin rất là vui, bên cạnh những cái thông tin hơi buồn về dịch bệnh chẳng hạn. Thì thật sự mà nói thì cái việc sai phạm của Lê Dũng vô qua nó đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng mà nãy như anh Bằng đã nói đó là đất nước chúng ta đó là luôn tạo điều kiện cho những cái kẻ vi phạm đó biết ăn năn hối cải đó. 5 lần 7 lượt được mời, sau đó là được triệu tập, nhưng mà anh ta vẫn chứng nào tận nấy, đúng không? Cho nên cái việc mà bắt thì sớm muộn bắt, cho nên anh ta biết điều đó và anh ta trốn thì chúng ta đã truy nã, và Đấy đâu sau đấy. hơn 1 tháng thì anh ta đã thì cái vấn đề ở đây á là nãy anh Bằng có đề cập thì cái người mà che giấu tội phạm ở đây nãy anh Chu Phan nói là vô tình hay hay cố tình cũng bị, nhưng mà thực sự nếu mà không biết thì không không có bị truy cứu trách nhiệm hình sự đâu. Nhưng biết rõ bởi vì cái thông tin này là chia sẻ rần rần rồi cả tháng nay rồi, Nã, Facebook các có nơi lệnh chia truy sẻ nã. đầy, nên là không thể không biết. Ở đây luật pháp người ta có quy trường hợp này nó gọi là ngay tình và không ngay tình, có nghĩa là anh biết và anh không biết, ở trong luật hình sự nó có đề cập. Cho nên cái việc biết là chắc chắn anh phải biết, và nếu mà anh biết anh che giấu thì anh đã bị gọi là truy cứu trách nhiệm hình sự và cái tội là che giấu tội phạm rồi, cho nên là không có lý do gì mà phải cãi nữa hết. Và cái tội phạm này nó như thế nào thì nó tùy cái khung hình phạt, có thể là cải tạo không giam giữ hoặc có thể là cải tạo, hình như cái khung này nó nằm tối đa khoảng 3 năm. Nhưng mà cái trường hợp này thì không biết, còn mà riêng về Dũng Cô Qua thì chúng ta thấy cái tội này ngày xưa nó là cái tội phản quốc thì ngày xưa nó nặng kỳ nặng, cái tội phản quốc mà thời vua chúa thì chu di tam tộc rồi chu di cửu tộc, chứ không có thể nhẹ như bây giờ đâu, nó là nằm trong cái khung gọi là tội phản quốc đó. Luật hình sự mình vẫn có thể hiện, nhưng mà bây giờ nó khác ngày xưa. Ngày xưa nó quân chủ chuyên chế, mà vua nói chết là phải chết, chết cả dòng họ mấy đời vẫn phải chết. Nhưng mà bây giờ chúng ta khác, chúng ta ở một xã hội dân chủ, chúng ta có dân chủ, cho nên là tội như thế nào thì chúng ta quy định như thế đó, luật pháp quy định hết, và ở khung hình phạt nào thì chúng ta xử xử lý theo khung hình phạt đó. Mặc dù khung hình phạt đó nó có thể ví dụ 5 đến 10 năm thì người ta sẽ tính toán là anh này cố tình vi phạm, hay anh này vi phạm nhiều lần, hay này tái phạm nguy hiểm, hay là gì đó, hoặc là có những cái vấn đề mà giảm nhẹ thì nó sẽ có khung hình phạt, nhưng mà nó nằm ở trong khung đó. Thì cái việc bắt thì đó là một cái tin vui, thật sự nó rất vui, và những năm qua chúng ta đã làm rất tốt những cái việc này, và tôi nghĩ đây không phải là cái kẻ cuối cùng, mà còn nhiều kẻ sắp tới sẽ tiếp tục phải là đứng trước vành móng ngựa Nếu cái tội cố phản tình, quốc. nếu cố tình, vâng, Và cái đúng rồi, em chia sẻ thêm nữa là trên mạng xã hội đã có một vài cái thông tin rồi bắt đầu xuyên tạc, thì em có đọc một cái comment của cái kẻ nào đó cũng không biết nữa, vắt vơ vắt vưởng gì trên Facebook, nói là gì chính quyền cộng sản đã bắt Lê Dũng vô vai tổng giám đốc đài truyền hình CHTV. Ồ, nghe hết hồn không anh? Một vâng. cái kênh YouTube lập ra rồi rủ mấy thằng dân ngoan lên bớt vào vẫn thành tổng giám đốc đại diện hình, lẽ giờ em phong danh bằng tổng giám đốc đại diện hình DPW được không? Cũng được mà. Nghe hết sức buồn cười, bởi vì em thấy cái não trạng của cái đám mà chống phá này đa số là thứ nhất là không phát triển, thứ hai là nó phát triển quá độ quá mức thành hoang tưởng Ngáo, gọi không hiểu là nổi. mình dùng từ là ngáo chính trị. Đúng rồi,
nó ngáo đến mức độ mà em không thể chấp nhận. Đọc đọc là giống như bây giờ á, thay vì mình bỏ tiền mình đi coi hài kịch ngày xưa, giờ mình lên lên mạng mình coi ông ba quen cái diễn mình cười hơn là coi hài, vui quá thật sự. Mà nói mà giờ nó vắng ba que Việt Nam hơi buồn. Đó là em chia sẻ về Gia Dũng vừa qua thì một đoạn. Ok, em chia sẻ tới đây rồi, mời các anh. Xin mời Tùng. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị trên diễn đàn à. Cái này là ý kiến riêng của em thôi. Theo em nghĩ là cái quá trình mà các đơn vị an ninh á, người ta không có bắt Dũng vô va, theo quan điểm của em thôi á, là có thể là đây là một cái cách để bổ lưới đó anh. Theo em nghĩ là sẽ tìm thêm, cái là trong cái quá trình mà Dũng vô va gọi là đi lưu lạc hết chỗ này chỗ khác á, thì theo em nghĩ là sẽ là tìm thêm hậu cứ của Dũng vô va, tức là những thành phần dân chủ cụi nào, những thành phần nào chứa chấp Dũng vô va, thì theo em nghĩ là những kẻ cũng có tin, cũng có cái gọi là cái máu mà gọi là chống đối chính quyền, cho nên là có khi là nhà nước cố tình thả Dũng vô va như vậy á, để kiếm thêm coi đồng phạm là ai, những cái thành phần nào mà có cái sự mà ủng hộ, chắc chắn là phải điều tra, phải xem xét. Còn mà về mà Dũng vô va thì tất cả các anh chị cũng thấy rồi, đó là một cái quá trình dài chống đối chính quyền, em gọi tắt là chống đối chính quyền, theo một cái quá trình tiến trình rất là dài. Mở một cái đài truyền hình mà gọi là phi pháp trên đất nước Việt Nam, rồi là tạo đưa những cái người mà gọi là gì, đấu tranh vì dân quyền đất đai vào, mà toàn là dân dân chủ cụi không, đưa vào nói và xuyên tạc hết ngày này đến năm khác. Rồi cuối cùng thì chính quyền nhà nước mời lên, mà không phải là một lần, rất nhiều giấy mời liên tục trong nhiều năm. Mà thậm chí là Dũng vô va còn dám lớn tiếng bảo rằng là cái giấy mời của mấy chú công an á, tôi quăng vào sọt rác. Các anh các chị nghĩ coi, cái công dân như vậy có chấp nhận ở các nước không? Em nói thì không phải là nước xã hội chủ nghĩa chúng ta, mà kể cả nước tư bản nếu mà có, người ta cũng sẽ còng đầu. Vì cái bản chất của anh không có cái sự tôn trọng cái thể chế của người ta. Cái chuyện gì anh làm, nếu như người ta mời thì anh phải lên. Chính quyền nhà nước người ta mời anh thì anh phải ngóc đầu anh lên, anh phải trình diện, chứ không phải là anh lên mạng anh to mồm anh bảo là cái tất cả những cái gì mà của mấy chú công an tôi quăng vào rác. Cái đó là cái sự coi thường cái chính thể, coi thường nhà nước và pháp luật. Thì theo em nghĩ là, em chưa nói đến cái chuyện xuyên tạc nha, nhưng nói đến cái thái độ thách thức chính quyền thì em nghĩ là Dũng vô va là quá ư là khó mà chấp nhận. Đừng có nói ở xã hội Việt Nam, mà những xã hội các quốc gia khác người ta cũng không có nữa. Và mình là đảng và nhà nước mình cũng là, em thấy là cũng đã là nhân nhượng cho cái nhân vật này rất là nhiều lần rồi, mời đi mời lại, mời tới mời lui, thậm chí là trốn trong nhà hay là trốn sang gọi là bỏ nhà trốn đi, mà chúng ta cũng chưa có gọi là nặng tay, gọi là nhân nhượng rất nhiều lần về cái đối tượng này rồi. Thì theo em nghĩ là bây giờ là bắt, giống như anh Chu Phan hồi nãy nói, em nói đúng đó, có nghĩa là cái quá trình phạm tội của Dũng vô va bây giờ là đủ để nhà nước có thể ban ra cái ban hành luật để bắt. Như vậy thì nó sẽ thể hiện cái sự công tâm và có một cái gì đó tinh thần nhân đạo của nhà nước về cái chủ trương của chúng ta nhân đạo, nhưng mà nhân đạo đối với những cái ai mà những công dân mà người ta biết, người ta hiểu luật và người ta biết chấp hành. Còn những cái công dân mà nó đã tái đi tái lại tái phạm rất nhiều lần thì không, em nghĩ là không có xã hội, không có chế độ nào chấp nhận được đâu. Và cái việc bắt Dũng vô va là chắc chắn là nó sẽ là cái kết cục cuối cùng thôi. Và em cũng nghĩ là sau cái vụ bắt vô va này, những ai, những thành phần nào mà đã từng chứa chấp Dũng vô va thì em nghĩ nên cẩn thận đi. Nên cẩn thận là vừa rồi. Bởi vì chắc chắn là an ninh người ta đã nắm hết những cái nhân vật nào trong đó rồi. Dạ. Dạ, về cái dụng vo ve mà bị bắt, không biết anh Nam Phong có thù hành gì không, có đấm nhau gì hay dụng vo ve sao bị bắt mà mừng dữ hả? Mà cũng mừng thiệt. Để anh. Anh em ở trên mạng 90 triệu ăn mừng chứ mày lan đâu em. Ở trên Facebook á là em thấy là anh em toàn là đăng lên là vui cười không, mà anh em thường chia sẻ về cái nội dung là kêu cái đống rác ở Hà Nội á là đã được dọn đi rồi. Đó thì hòa chung vậy thì em cũng thấy là cũng vui thật sự, rác rến này kia thì nên là quét dọn đi cho môi trường nó trong lành là cái hợp lệ. Còn ở đây thì em có coi một số cái thì như là bên Nguyễn Văn Đài này kia nọ, thì như anh Phong nói là kêu là giám đốc này giám đốc nọ, rồi còn trên cái trang của Nguyễn Thái Hưng á thì là kêu là một nhân tài bị cất vào kho, mà không biết nó tài cái chỗ nào á.
nó tài cô gái hay là tài tài chống phá, tài chống phá đó, thì bởi vậy toàn là những cái thành phần mà gây rối loạn an ninh trật tự, là làm giảm uy tín của đảng và nhà nước, đi lại cái lợi ích của nhân dân mà kêu là tài thì không biết là tài ở chỗ nào. Còn ở đây á, cái Việt Kiều, cái mà Việt Kiều Cali á, nó nói là nói là các anh không thể đem cái tư duy của theo kiểu tự do của chủ nghĩa xã hội mà đi so sánh với cái tự do của các nước văn minh chủ nghĩa tư bản được được đâu. Vậy thì lấy cái cớ gì mà cái đám như Việt Kiều Cali á, đưa cái tự do của quá chớn của cái chủ nghĩa tư bản nó áp đặt vào cái tự do của Việt Nam, trong khi bản thân người dân Việt Nam á, hơn 90 triệu người không có ai la lối nói cái gì là không có tự do, mà các anh lại ở nước ngoài trong khi miệng ra rả kêu người dân Việt Nam không có tự do, mà trong khi cả hơn 90 triệu người á, không ai nói là tôi không có tự do đó. Vậy thì đem so sánh cái gì, đem mới đi đấu tranh cái gì, đúng không? Khi tụi tôi nói ra được cái tự do của cái chế độ xã hội chủ nghĩa này, cái sự thoải mái, cái niềm hạnh phúc của người dân Việt Nam được sống trong một cái đất nước, một cái dân tộc thương yêu đùm bọc lẫn nhau như vậy, thì các anh lại nói là không thể đem so sánh giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản. Đấy đó. Mà trong khi các anh ở cái nơi đậu nơi đâu á, các nửa vòng trái đất gì á, các anh suốt ngày ra rả là kêu dân Việt Nam không có tự do đó. Mà khi nghe được cái sự tự do của người Việt Nam thì các anh kêu là như vậy là không, các anh không thể so sánh được. Đấy, các anh thấy được cái sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa rồi tự bản thân mình cảm thấy xấu hổ, nói thì không phải tát vào mặt mình à, nhổ vài nước bọt xong rồi lại liếm lại hay sao, Việt Kiều Cali?